Chào mọi người, mình là Cá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái lót cốc hình quả cam như thế này nhá. Đây của mình lắp, mình ghép cái phần này là dạng dựng thẳng lên. Còn của mọi người nếu mà không thích thì có thể làm bè nó ra cũng được nhá. Đây thì nó sẽ hình như thế này. Mình để cốc lên đây. Và nguyên liệu thì sẽ cần len 3 màu là màu cam này, màu cành là màu nâu và màu xanh của lá. Kim móc thì mình sẽ dùng đầu 4 hay là 2,5mm nhé. Kim khâu và kim đánh dấu len như mọi lần. Đầu tiên thì mình sẽ dùng len màu cam nhé. Và mình sẽ tạo vòng tròn này. Thì mình vẫn luồn len có các ngón tay như thế này. Sau đó mình vẫn tạo một vòng tròn để như thế này nhé. Sau mình giữ tay vào đây. Mình sẽ để to lên một chút bởi vì mình làm khá là nhiều mũi. Đây, mình sẽ để như thế này. Sau đó mình sẽ đưa kim móc vào này. Sau đó để lên trên này. Móc một vòng. Kéo qua. Tiếp tục móc thêm một vòng nữa. Kéo qua để tạo một nút thắt. Và sau đó mình sẽ bắt đầu móc vòng tròn. Và mình sẽ móc là vòng tròn 12 mũi kép đơn nhé. Thì kép đơn mình sẽ móc như sau này. Đầu tiên móc một vòng. Đưa vào trong vòng tròn. Đẩy ra đằng sau, kéo dây qua. Lúc này trên kim sẽ có 3 đường như thế này. Mình sẽ giữ này. Sau đó móc. Kéo qua 2 đường phía trước. Đây của mình là bị hơi quá này. Thì mọi người sẽ làm lại này. Như thế này nhá. Mình sẽ kéo qua 2 đường phía trước. Tiếp tục kéo nốt qua 2 đường còn lại. Là mình đã được một kép đơn đầu tiên. Đây mình có một chữ V ở đây. Mình sẽ đánh dấu lại. Sau đó mình sẽ tiếp tục lặp lại 11 lần nữa. Để có tổng thêm cả cái mũi mình vừa làm nhé. Là tổng là 12 mũi kép đơn. Mình cứ lặp lại, làm lại y như thế là được. Là mình vẫn móc kép đơn này. Đưa vào trong. Kéo dây qua. Kéo qua 2 đường phía trước. Kéo nốt qua đường còn lại. Đó, mình đã được 2 kép đơn này. Và mình tiếp tục làm như thế cho tổng đủ 12 mũi kép đơn là được nhé. Và trong quá trình móc, mọi người sẽ móc dần cao dần lên đây. Thì nếu mà cái phần dây này bị ngắn ấy, thì mọi người có thể giữ và kéo cái phần dây này lên một chút. Để luôn luôn thừa ra cái đoạn dây này để đến cuối cùng mình sẽ kéo dây nhé. Chứ đừng móc lấp qua nó thì tí nữa mình sẽ không thể tạo thành vòng tròn được. Đó, mình cứ tiếp tục móc y hệt như thế để có đủ 12 mũi kép đơn là được. Sau khi được 12 mũi kép đơn xong này, thì mình sẽ, đầu tiên là mình sẽ đánh dấu mũi thứ 12 lại. Chính là mũi cuối của vòng. Sau đó mình sẽ giữ vào đây và mình rút ngắn cái phần dây này lại. Rút thật chặt để cho nó không bị cái phần lỗ ở đây nữa. Đó, như thế này. Sau đó mình sẽ đưa kim vào đây. Chính là mũi đầu tiên của vòng thứ nhất. Mình sẽ đưa kim vào đây này. Sau đó phần dây kéo này này, mình sẽ để lên đây để giấu đi trong quá trình móc. Và mình sẽ móc một mũi trượt để kết thúc cái vòng tròn đầu tiên này nhá. Là mình móc này. Kéo dây qua chân móc này. Kéo nốt qua dây ở trên. Đó. Là mình đã hoàn thành vòng tròn đầu tiên này. Sau đó mình sẽ móc 3 mũi bính. 1 2 3 và chuyển qua vòng thứ hai nhé. Vòng thứ hai thì mình sẽ móc là mỗi chân móc mình móc 2 mũi kép đơn. Và cái chân móc đầu tiên của vòng 2 nó sẽ chính là cái chân mà mình vừa đưa vào và móc mũi trượt, hay cũng chính là chân đầu tiên của vòng 1. Nhưng mà nếu mà mọi người không nhớ, không xác định được ấy, mọi người có thể giữ vào đây và mọi người kéo này, kéo. Thì mọi người sẽ thấy cái phần này là phần bị chuyển động theo, đúng không? Thì đây sẽ là cái chân đầu tiên của mình. Thì mình sẽ móc kép đơn như bình thường nhé. Móc một vòng trước. Đưa kim vào chân móc này. Phần dây thừa này mình vẫn để lên đây nhé. Kéo dây qua, hoàn thành kép đơn như bình thường. Sau đó mình sẽ móc đánh dấu mũi đầu tiên của vòng 2 lại. Là chính là cái mũi mà mình vừa móc nhé. Đây, chính là cái này. Sau đó này, vẫn trong cùng một chân móc đó, mình sẽ tiếp tục móc một kép đơn nữa. Móc này, vẫn đưa lại đúng chân móc đấy này.
móc một kép đơn. Đó. Và mình sẽ lặp lại cho đến hết vòng, là cứ mỗi chân móc mình móc hai mũi kép đơn là được. Đấy, mình lại sau khi một chân móc mình đã móc hai kép đơn rồi, mình sẽ chuyển sang chân móc tiếp theo. Tiếp tục móc hai kép đơn vào chân móc đó. Một này. Vẫn chân móc đó này. Hai. Và mình cứ lặp lại cho đến hết vòng nhá. Là tổng vòng 2 này, khi mà mình đếm đây, đếm các cái số này này, thì mọi người sẽ có tổng là 24 mũi nhá. Và cái phần dây này mình đã giấu đi trong quá trình móc hai cái mũi này rồi, mình có thể cắt đi để cho đỡ rối. Và chú ý là đừng cắt vào cái phần mình đang móc là được. Đó, mọi người cứ thế tiếp tục nhá, là cứ mỗi chân móc mình móc hai mũi kép đơn nhá. Sau khi móc xong mũi cuối cùng của vòng 2 nhá, chính là cái mũi thứ 24 ấy, thì đầu tiên mình sẽ là đánh dấu mũi cuối cùng của vòng lại. Sau đó mình lại đưa vào đây và móc mũi trượt để kết thúc vòng. Đó, sau khi kết thúc vòng 2 thì mình sẽ lại móc 3 mũi bính. Và chuyển sang vòng thứ 3 nhé. Mọi người lưu ý là mình sẽ luôn luôn đánh dấu mũi đầu tiên của vòng và đánh dấu mũi kết thúc của vòng, cuối cùng của vòng. Và sau khi móc mũi cuối cùng của vòng xong, mình sẽ đưa kim vào chân móc của mũi đầu tiên, móc một mũi trượt để kết thúc vòng. Và sau đó móc 3 mũi bính để chuyển qua vòng tiếp theo. Mình sẽ lặp lại hành động này cho tất cả các vòng. Thế nên là từ vòng sau mình sẽ không nhắc nữa, mà mình sẽ chỉ hướng dẫn cái móc ở trong vòng thôi nhá. Thì còn lại thì mọi người tự nhớ là mình sẽ đưa vào móc mũi trượt và móc 3 mũi bính trước khi chuyển qua vòng mới nhá. Vòng thứ 3 thì mình sẽ móc tổ hợp là đầu tiên là một kép đơn thường. Cách xác định thì vẫn như là cái vòng trước mà mình đã nói nhá. Sau đó chân móc tiếp theo là hai kép đơn trong cùng một chân móc. Đó, và mình sẽ lặp lại tổ hợp này cho đến hết vòng nhá. Là cứ một kép đơn thường, lại đến hai kép đơn cho cùng một chân móc, lại một kép đơn thường, hai kép đơn cho cùng một chân móc cho đến hết vòng. Và tổng vòng này sẽ có tất cả là 36 mũi nhá. Vòng thứ tư thì mình sẽ móc tổ hợp là đầu tiên là một kép đơn. Sau đó chân móc tiếp theo là hai kép đơn trong cùng một chân móc. Sau đó tiếp tục chân móc tiếp theo một kép đơn. Đó, và mình sẽ lặp lại tổ hợp này cho đến hết vòng nhé. Là mình cứ móc theo tổ hợp là một kép đơn này, hai kép đơn cho cùng một chân móc, một kép đơn, hết một tổ hợp, bắt đầu tổ hợp mới, lại một kép đơn, hai kép đơn cho cùng một chân móc, một kép đơn cho đến hết vòng. Mình cứ móc là hết tổ hợp thì mình lại bắt đầu tổ hợp, hết một tổ hợp này mình lại bắt đầu một tổ hợp mới cho đến hết vòng là được. Và tổng vòng 4 mình sẽ có tất cả là 48 mũi nhé. Vòng thứ 5 thì mình sẽ móc tổ hợp là đầu tiên là 3 mũi kép đơn, nghĩa là 3 chân móc, mỗi chân móc 1 kép đơn nhé. Sau đó chân móc tiếp theo là 2 kép đơn trong cùng 1 chân móc. Và mình sẽ lặp lại tổ hợp này cho đến hết vòng nhé. Là cứ 3 kép đơn thường, lại đến 2 kép đơn trong cùng một chân móc, lại 3 kép đơn thường, 2 kép đơn trong cùng một chân móc cho đến hết vòng. Tổng cộng vòng 5 mình sẽ có tất cả là 60 mũi nhé. Vòng 6 thì mình sẽ móc tổ hợp là 2 mũi kép đơn thường này, mỗi chân móc 1 mũi. Sau đó đến là hai kép đơn trong cùng một chân móc. Sau đó lại là hai kép đơn thường. Và mình cứ lặp lại tổ hợp này cho đến hết vòng nhé, là cứ hai kép đơn thường, hai kép đơn trong cùng một chân móc, hai kép đơn thường, hết một tổ hợp, bắt đầu tổ hợp mới, lại như thế cho đến hết vòng.
Và tổng vòng 6 này sẽ có tất cả là 72 mũi nhé. Sau khi móc xong vòng này nhá, thì mình sẽ móc một mũi bính. Sau mình kéo dây và mình cắt đi. Sau đó mình sẽ dùng kim móc để giấu len nhé. Đó, sau đó mình sẽ cắt đi. Thì mình đã được cái phần đế rồi này. Đây, như thế này. Nó sẽ như thế này. Khi mọi người để xuống, xong rồi mọi người để cốc lên, thì nó sẽ bao quanh cái cốc ở cái viền như thế này nhá. Thì bây giờ mình sẽ để cái đánh dấu ở đây, để tí nữa mình móc những cái phần như kiểu phần cành và phần lá thì mình sẽ đính ở đây luôn cũng được. Thì mình sẽ để đây trước, sau đó mình sẽ móc phần cành nhá. Thì mình lấy màu nâu này. Sau đó mình lại tiếp tục cầm như thế này. Vẫn tạo một vòng tròn này. Thì mình sẽ tạo vòng tròn 5 mũi đơn. Thì mình sẽ đưa vào, để lên trên. Vẫn tiếp tục móc qua, tiếp tục móc thêm một vòng để tạo một nút thắt. Và 5 mũi kép đơn mình sẽ móc như sau. Đầu tiên đưa vào này, đẩy ra đằng sau, kéo dây qua, tiếp tục kéo qua, là mình đã được một mũi đơn này. Mình sẽ đánh dấu này. Và mình tiếp tục làm thêm 4 lần nữa để có tổng tất cả là 5 mũi đơn này nhé. Sau mình sẽ đánh dấu. Sau mình giữ này, rút dây, đưa vào và móc mũi trượt để kết thúc vòng, tạo thành hình tròn như bình thường. Để lên trên này. Đó, sau móc một mũi bính. Và chuyển qua vòng 2. Vòng 2 thì mình sẽ móc là, cách xác định mũi đầu thì vẫn như thế nhá. Thì mình sẽ móc là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn cho đến hết vòng. Là vòng 2 mình sẽ vẫn có tất cả là 5 mũi nhá. Và mình sẽ lặp lại cho đến vòng 5. Là mỗi vòng đều là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn và mỗi vòng đều có 5 mũi. 5 chân móc sau khi móc xong là được nhá. Mình cứ mỗi chân móc mình móc một mũi đơn là được. Không cần thêm bớt gì cả, mình cứ móc đủ 5 mũi mỗi vòng. Sau đó hết vòng thì mình kết thúc vòng, sau đó móc một mũi bính, chuyển qua vòng tiếp theo và tiếp tục lặp lại như thế cho đến khi mọi người móc hết vòng thứ 5 nhé. Sau khi xong 5 vòng nhé, thì mình sẽ kéo dây và cắt đi, sau đó giấu dây như bình thường nhé. Đó, sau đó mình sẽ lấy keo dính ở đây. Đây như thế này. Thì bây giờ mình sẽ móc phần lá trước. Phần lá thì mình sẽ dùng màu xanh này. Đây mình sẽ dùng màu xanh. Vẫn là cầm len này. Sau đó mình sẽ tạo nút thắt là như thế này. Đây như thế này nhé. Đầu tiên để này. Sau mình kéo lên tạo một nút thắt. Sau đưa kim móc vào này.
Sau đó mình sẽ móc là 8 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mình sẽ đo thử ở đây xem được không này. Sau đó mình sẽ quay ngược 2 và móc là quay ngược 2 là 1 2 là đưa kim vào mũi thứ 2 nhé. Quay ngược 2 là quay ngược này, 1 này, 2 đưa kim vào mũi thứ 2. Mình sẽ móc một mũi đơn. 1 2 này, đưa kim vào. Móc một mũi đơn. Một mũi đơn xong thì mình sẽ móc là tiếp tục chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi nửa kép. Mũi nửa kép mình sẽ móc như sau nhá. Móc một vòng này. Được kim vào chân móc. Kéo dây qua. Lúc này trên kim sẽ có 3 đường này. 1 2 3, mình sẽ móc này. Kéo qua cả 3 đường. Đó là mũi nửa kép. Sau đó chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép đơn. Kép đơn như lúc nãy này, móc một vòng. Đưa vào. Kéo dây qua. Sau đó mình sẽ tiếp tục kéo qua hai đường phía trước. Kéo qua hai đường còn lại. Đó là mình được một mũi kép đơn. Sau đó mình sẽ tiếp tục móc hai mũi kép đơn nữa nhé. Là hai chân móc, mỗi chân móc một kép đơn. Là tổng mình sẽ móc tất cả là 3 mũi kép đơn nhé. Đó. Sau đó mình đổi sang chân móc tiếp theo, móc một mũi nửa kép như lúc nãy nhé. Mũi nửa kép. Mũi nửa kép xong thì mình sẽ đưa vào cái chân móc cuối cùng. Móc một mũi đơn. Một mũi đơn xong nhá thì mình lại đưa vào chính cái chân móc đó, móc một mũi trượt. Đó. Một mũi trượt xong lại vẫn chân móc đó, móc một mũi đơn. Đây mọi người sẽ chú ý một chút, đây vẫn chân móc đó. Một mũi đơn. Cái chỗ này nó sẽ bị phình to ra như thế này. Mọi người giữ và kéo chặt cái dây này lại. Sau đó mình sẽ quay ngược sang đầu bên này để móc nốt cái phần nửa bên này, bởi vì lúc nãy mình đã móc là nửa phía bên này của cái chân móc thì bây giờ mình sẽ móc nửa phía còn lại nhé. Mình sẽ đổi qua chân móc tiếp theo. Móc một mũi nửa kép. Cái phần dây này mình để lên đây nhé. Giấu đi trong quá trình móc. Đó, một mũi nửa kép xong mình lại móc 3 mũi kép đơn. Như bên kia, như phía bên kia. Một này. Hai. Ba. Sau đó tiếp tục lại một mũi nửa kép. Sau đó chân móc kế tiếp mình móc một mũi đơn. Đó. Sau đó mình đưa vào đây và móc một mũi trượt là xong nhé. Đưa vào đây. Móc một mũi trượt. Kết thúc. Sau đó kéo dây lên và cắt đi. Phần dây này bởi vì mình đã giấu trong quá trình móc lúc nãy rồi thì mình cắt đi được luôn này. Còn phần dây này thì mình cần dùng kim khâu để giấu. Sau mình sẽ cắt đi. Đó thì mình sẽ được một cái phần lá như thế này. Mình sẽ đính với cái này vào đây. Đây như thế này.
để được cái phần cuống như thế này nhá. Thì mình sẽ dùng keo nến để đính nhá. Đây, sau khi ghép các bộ phận xong thì mình sẽ được một cái phần lót cốc như thế này nhá. Mình ghép thì là mình ghép dạng dựng đứng lên để trông nó đẹp hơn một chút. Còn mọi người ghép sao thì sẽ tùy vào sở thích của mọi người nhá. Đây, nó sẽ được như thế này.